Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Vì vậy, cùng với việc khống chế ổ dịch tại quận Thanh Khê hiện nay, thì các ngành địa phương cần tập trung cao độ để kiểm soát ngăn chặn dịch từ bên ngoài xâm nhập vào Đà Nẵng. Đó là chỉ đạo của Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các ngành địa phương vào chiều tối qua 27 tháng 6 để tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng lưu ý, dịch bệnh trong nước hiện đang diễn biến rất phức tạp với nhiều tỉnh thành đã gia tăng các ca bệnh. Từ thực tế đó, yêu cầu phòng chống dịch cần phải quyết liệt hơn nữa. Nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào thành phố vẫn luôn thường trực. Vì vậy, công tác kiểm soát người về từ vùng có dịch cần siết chặt hơn nữa, cả tại các chốt kiểm dịch lẫn vai trò của các tổ COVID-19 cộng đồng và mỗi người dân. Tôi đề nghị là các quận huyện, công chí phải siết chặt cái việc này và thực sự phải phát huy được cái vai trò tổ COVID cộng đồng. Tôi nhắc lại là phải hàng ngày đi từng ngõ, gõ từng nhà để kiểm soát, giám sát và phát hiện những người từ các cái vùng dịch về. Các cái thành viên trong hệ thống chính trị, nhất là cấp cơ sở, tôi đề nghị phải vào cuộc về việc là kiểm tra, giám sát và phát hiện về những người trong vùng dịch. Đồng thời, tôi đề nghị phát động cái phong trào người dân phát hiện, báo cáo những cái trường hợp đi từ vùng dịch về. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đề nghị kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ các quy định phòng chống dịch khi về từ vùng có dịch. Ngành y tế và các địa phương nhanh chóng triển khai xét nghiệm để giám sát chủ động, bổ sung các nhóm đối tượng theo thực tế để tiến hành xét nghiệm, đồng thời nghiên cứu tiếp tục xét nghiệm đại diện hộ gia đình. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị quan tâm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đảm bảo nhanh chóng, đúng đối tượng, đề nghị công an thành phố hoàn tất việc điều tra xử lý các tổ chức cá nhân liên quan dẫn đến đợt bùng phát dịch lần này. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các ngành địa phương tiếp tục tập trung triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Trước hết, tập trung xét nghiệm để đánh giá nguy cơ tại các điểm phong tỏa trên địa bàn quận Thanh Khê. Đề nghị siết chặt công tác phòng chống dịch tại các chốt kiểm soát. Các địa phương phát huy vai trò tổ công tác COVID-19 cộng đồng, thiết lập đường dây nóng để người dân kịp thời thông tin khi phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tất cả các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, nhà máy, công trình, tổ dân phố, khi phát hiện người từ vùng dịch về thì phải báo cáo và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cái vấn đề này. Đề nghị các quận huyện, các đơn vị là cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề này để cho chúng ta vừa tuyên truyền, nhắc nhở và răn đe đối với những cái trường hợp mà cố tình vi phạm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cũng đề nghị các địa phương triển khai kế hoạch xét nghiệm giám sát chủ động, tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo tổ chức tốt kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Các ngành liên quan và các địa phương triển khai hỗ trợ kịp thời cho các trường hợp ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Theo Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố, trong ngày 27 tháng 6, Đà Nẵng ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc từ ngày 18 tháng 6 đến nay lên 81 trường hợp. Tất cả các ca nhiễm đều liên quan đến bệnh nhân số 12.437, nhân viên công ty nhựa Duy Tân, số 145 đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê. Với nhiều giải pháp quyết liệt được triển khai kịp thời, đến nay về cơ bản, ổ dịch này đã được kiểm soát.